mới, map mới. Map mới. Ai. Rồi, như vậy là đường bay là từ hướng La Cobrela. Mình hãy cho nhỏ tiếng caster nước ngoài vào. Ngày hôm nay thì bọn mình, thời điểm hiện tại ban tổ chức họ vẫn chưa làm xong link clean feed. Do đó là bọn mình sẽ phải recast trực tiếp qua kênh chính của giải đấu. Nhưng phần bản quyền thì bọn mình vẫn đang có, nên là bọn mình sẽ cắt bên Twitch thoải mái, không vấn đề gì cả. Chúng ta có thể thấy một điều rất đặc biệt là team Shroud sẽ nhảy biệt thự hay chăng đây? Đeo ba chón hay chăng này? Team Shroud sẽ nhảy biệt thự nhưng gặp ngay Chocoba. À, Shroud lại là muốn ăn Chocoba rồi. Chocoba chắc là người ta bảo là Chocoba thơm nhưng Shroud bảo là ngon. Đấy, ngon là phải ăn. Đó, mình bảo là thơm thì mình chỉ ngửi mình không ăn. Rồi. Còn riêng hôm nay thì Shroud từ nãy giờ ăn Chocoba liên tội. Trận đầu thì team của Shroud nhảy Pochinki, một khu vực rất hot, và trận này là một nhảy một nhà của Shroud ở map này rồi. Nhà Shroud. Những tình huống highlight rất nhiều ở đây. Trận trước Grimmmz cũng được nhảy vào nhà, nhưng mà Grimmmz sai nhà một cái là rời xa nước Anh. Thật học cái. Rời xa nước Anh là bão tố ngay. Đi học không đi, trốn học. Đấy. Rời bỏ trường học. Vâng, có vẻ như Chocoba lại đi sẵn vào vùng San Martin. Wow. Thôi xong. GG rồi. Chơi game đùa. Đã hay lại còn hên. Vừa vào đã thấy cái khẩu K98 nằm chóng chờ. PUBG là một trong những game đấu mà 70% là kỹ năng. Còn 70% là kỹ năng như tactic, còn 30% anh nghĩ là may mắn, đúng không? May mắn, thì có vẻ như Shroud đã có kỹ năng rồi, bây giờ còn thêm phần may mắn. Trong khi đó thì Doc lại lấy xe. Tôi nghĩ là Doc định làm gì đấy? Đừng bảo tôi Doc lại muốn đi đâm người. Thấy rồi, thấy. Em nghĩ là thấy con mồi rồi. À không, có vẻ Doc đã. Rồi thôi, có một người nhảy ở cùng khu nhà của Doc. Doc không có súng ở tình huống này. Doc có chết chay hay không đây? Chạy, sủi. Thôi, tôi nghĩ là ông đi đã đây. Thấy Sequisha rồi, có hăng máu ở tình huống này không? Và như vậy Sequisha đã đáp với sân thượng của một tòa cao ốc. Trong cái đó Lupo vẫn lút trong nhà, có vẻ những lượng item các thành viên bên phía ở team Dr DisRespect hơi đen. Ngay từ ban đầu chúng ta thể thấy là vị trí của team Shroud họ đã đỏ ra trong cái việc mà lút đồ. Và cũng phải nói đó là một trong những khu vực hot ở San Martin, trường học ngay cạnh San Martin. Do đó cái việc lượng item nó khá là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta đang nhìn thấy bên phía team của Doc họ đang di chuyển vào Impala. Impala thì hiện tại thì cùng với team hình như là Sequisha là. Và như vậy là vòng bo rất khó bắn nếu mà vào lúc leo nét này. Trận trước thì mình đã xem những tình huống đấu súng ở rừng và những tình huống trên đồi rồi. Và đúng vậy. Trận này nếu mà bo vào thành phố thì rất hay đây. Ở trong trận đấu lần này anh nghĩ là bo vào thành phố thì nó sẽ thiên về cái teamwork nhiều hơn. Nó sẽ không còn như ở map thi đấu trước. Nhưng mà Shroud gần như outplay toàn bộ những streamer ở trong giải đấu lần này. Và ở giải đấu lần này chúng ta có 16 team đến từ 16 captain. Và cũng là 16 hot streamer nhất của PUBG trên Twitch thời điểm hiện tại. VSNZ đang là người cầm cho mình khẩu mini 4 với bắn rất tốt holo. Mr. K đã. Wow! Đó là tình huống mà AKM bắn thẳng mồm. Và chúng ta đang được nhìn xem đó là vị trí có cái gì đây. CUDA là người bắn vào mõm. Vâng, bây giờ chúng ta chuyển ra màn hình bên phía team của Grimmmz. Vâng, CUDA có AK47 nhưng AK47 với gì? Quyết định công nhà sang hay trang này. Sequisha đang có hướng di chuyển sang. Có vẻ là công à? CUDA, tâm ruồi đến từ CUDA 87. Tâm ruồi đến từ vị trí CUDA và CUDA bắn vào mồm vị trí VSNZ. Có vẻ như họ đang muốn công rằng chúng ta thấy bắn rất tốt. Anh nhìn thấy có vẻ cái animation cũng như cái xử lý của CUDA như thế này, anh nghĩ khả năng cao CUDA sẽ biết chơi đấy. Biết chơi đấy. Đây là player có kỹ năng đấy chứ không đơn thuần là streamer đâu. Các bạn thấy là ở một số team thì đa phần là những streamer, nhưng bên cạnh đó là những cái player chơi cùng họ đều là những người chơi có kỹ năng cao. Điển hình như là team CUDA vừa nói biết chơi. Đã phải nằm xuống rồi. Tình huống là 4 vs 3, trong khi đó Mr. K đang yếu máu. Sequisha quyết định công vào nhà rồi. Halifax, vâng, vậy là bên phía của team Doc đang công sang hai thành viên của CUDA. Cái giá phải trả khi bắn vào mồm team Doc. Bây giờ Doc đối đầu, Doc là người nằm xuống. Và bây giờ Doc nằm xuống phải Sequisha rồi. Rất xui đến từ Doc. Rất đen đến từ vị trí của Doc. Và thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang khá giật bên phía máy bán tổ chức. Bây giờ sao đây? Lupo. Vâng, các bạn thì thấy cái việc mà Doc thi đấu hổ báo nó cũng là con dao hai lưỡi. Đúng rồi, thì nó là 3 vs 1. chỉ còn lại Luco thôi. Halifax. VSNZ thì đang giữ ở vị trí ở sát mép đường. Sau trận này chết trai rồi. Sequisha chỉ còn 1 máu thôi, chắc là sủi rồi. Chạy. Rất đáng tiếc cho vị trí ở Dr DisRespect. Cái đêm là tình huống mà đồng đội Doctor bắn bay up rất tốt, nhưng cái việc mà Doc bắn quá hồi báo nó cũng quá mạo hiểm vị trí Doc. Và cái giá phải trả của Doc chính là mạng sống của mình. Và bây giờ thì Doc đang phải ngồi xem 3 người đồng loại còn lại chơi. Nhưng mà dù không có Doc đi chăng nữa thì Lupo và VSNZ anh nghĩ Shroud quyết định đẩy vào San Martin để ăn Chocoba rồi. Vâng, vậy là Shroud vẫn quyết định ăn Chocoba. Có lẽ là cái sức hút của Chocoba nó quá lớn với Shroud. Vâng, Shroud có vẻ như Shroud chưa có người yêu. Không ăn trai rồi. Vâng, vậy là Shroud thì vẫn là đàn ông thôi. Dù có là Legend Squad đi chăng nữa thì nó vẫn là đàn ông thôi, đúng không? Xin lỗi, tôi không theo đạo Phật. Đúng rồi, tầm này thì Chocoba. Về tầm này kiểu Shroud đi ngoài vòng Chocoba kìa. Shroud bảo đồng đội Chocoba kìa. Vâng, vậy là Jock cùng với Shroud đang có một tình huống đi săn mồi. Liệu bên phía Shroud có chăn Chocoba thành công không đây? Kê đến từ cho Shroud gì? Đang kê vào những cái chỗ khá khó hiểu. Rất hiếm thấy, chúng ta rất hiếm thấy Shroud đi bắn chơi game lại đi cam như thế này. Đúng rồi. Nhưng có vẻ ngày hôm nay thì Shroud đang nghiêm túc. Shroud có lẽ là nghiêm túc trong cái việc mà vô địch cái giải này với 8 trận thắng. Anh nghĩ là thế. Đúng rồi. Nghiêm túc với việc 8 trận thắng. Chứ bình thường Shroud stream đâu bắn như này đâu. Làm gì có chuyện là 4 ông chui vào một cái nhà rồi nó check kia kiểu giống đi lút cùng nhau này. Đi cùng nhau như này được. Bình thường họ bắn theo kiểu biểu diễn là không đi chung đâu. Tầm đấy, hôm nay là đấy không phải sao mà em biết rồi. Hôm nay là Shroud này là Shroud hủy diệt đây. Shroud bật mốt hủy diệt rồi, không còn có thể loại mốt funny nữa. Lên xe đi luôn ạ. Vừa phá lốp xe à? Không, lên xe đi luôn. Rồi, như vậy là beat rồi. Ô, phá lốp. Sao phá lốp làm gì nhỉ? Biểu diễn. Lại biểu diễn gì đấy? Như vậy vào gầm gừ nhau chán rồi, bao lên xe đi luôn. Vậy là Chocoba đã thoát khỏi cái lưỡi dao của tiền yêu dâu xanh Shroud. Từ đầu giờ chúng ta thì thấy là Shroud luôn luôn gầm gừ vị trí ở Chocoba. Đi đâu cũng gặp. Airop đã có ai lút hay chưa đây? Có vẻ như anh thấy là chưa. Và bây giờ team Shroud vẫn đang cố lút tiếp tục ở ngoài vòng. Bình thường thì vâng, các bạn thì thấy là dù đây là một cái giải đấu của Twitch đi chăng nữa thì cái vấn đề lỗi hình ảnh vẫn xảy ra. Do một là do game, hai là do máy móc các thứ nó vẫn chưa phải là tối ưu nhất, nên là có gì anh em cứ thông cảm cho ban tổ chức. Bây giờ thì chúng ta đây là bên phía team Fosun. Fosun là nhà vô địch của Hearthstone thế giới năm 2015. Bây giờ thì bên phía team Fosun thì vẫn đang nút ở vị hình như là đây là rìa của như vậy là phá lốp một cái lốp của xe buýt thì xe sẽ chạy nhanh hơn. Đi nhanh hơn à? Có khó điều khiển hơn hay không nhỉ? Phá lốp chạy nhanh hơn anh thấy hình như là nếu không biết Chocoba là một nữ stream rất xinh đẹp của Twitch. Những cái trick thì bọn mình biết đa phần thôi, còn không biết hết, bởi vì những cái trick kiểu này rất ít team họ sử dụng trong giải đấu chuyên nghiệp. Chỉ có những cái giải đấu những streamer họ hay kiểu tìm tòi những cái này thôi, còn đa phần thì mình sẽ nghiên cứu về những cái chiến thuật để có thể đem đến những các bạn những cái phần giải thích và cũng như phần phân tích về chiến thuật nó rõ ràng hơn so với cái việc mà những cái mẹo vặt như này. Và có vẻ như chúng ta đang thấy là mẹo ở bên phía team Shroud đang phát huy hiệu quả, một chiếc xe di chuyển khá là nhanh. Rồi anh biết đấy, nhưng mà di chuyển khá khó. Như vậy là có 2 thành viên vừa bị nổ xe chết, Anonymous và Black Hole. Có vẻ đây là tình huống mà di chuyển bằng xe trong cuộc Red Zone mà bị bom rơi chết cả 2 ông. Đúng rồi, khả năng cao là vậy. Sequisha vẫn còn 1 mình và đang di chuyển rất gần team của Dr DisRespect. Bây giờ chúng ta gọi là team của Dr Lupo đi. Từ nãy giờ Dis chết hơi nhiều, bây gọi là team của Dr Lupo. Vẫn có cho mình 3 kill. Anthony Kongphan. Grim đã có mạng đầu tiên trong giải đấu ngày hôm nay. Vâng, Chocotaco là người nằm xuống bởi Grim. Trong cái đó thì Anthony Kongphan là đâm chết, nghĩa là knock. Sau này Anthony Kongphan cán xe qua. Dã man. Nói chung nó gọi là dã man. Ui, con xe buýt tháo lốp này đi tốc độ 100 luôn. Kinh khủng vậy. Bình thường bọn mình chỉ biết là cái trick là cái phá lốp xe máy ở xe máy ba thôi. Wow, đi rất tít. Nói chung là những streamer, những pha biểu diễn trong game xem rất mãn nhan đến từ các streamer. Ở những cái giải đấu như thế này thì họ mới dám đi xe máy với cả xe ô tô tốc độ trên 100, chứ bình thường ở trong những giải đấu kia thì chỉ dám cầm mấy con Dacia với cả những con UBZ mới đóng 100, chứ làm sao mà dám cầm mấy con xe máy đóng 100 được. Vừa đi vừa nhìn đúng không? Đi qua, nói chung đi không cẩn thận là ăn gành. Và thường thì trong chỉ có những cái giải đấu này người ta mới dám đi 4 ông một cái con xe buýt, chứ bình thường là phải 3 con xe, ít nhất là 3 xe, không thì một xe máy. Ở về CSGO thì bọn mình thì gần đây thì bọn mình sẽ cố đem đến cho bạn những cái chất lượng bình luận giải đấu tốt nhất. Do đó là cái việc mà sẽ hạn chế hơn, đó là việc ép thể lực của các caster cát quá nhiều trận một lúc, và bọn mình muốn đem đến là những cái trận đấu nó hay hơn về tính chuyên môn, nó hay hơn về phần bình luận và cũng như phần kỹ thuật bọn mình nó sẽ đảm bảo hơn. Và năm 2018 thì 500 Road Studio hướng đến tính chuyên nghiệp cao hơn hẳn nữa so với năm 2017. 2017 bọn mình mới là đẩy từ mức nghiệp dư lên chuyên nghiệp thôi, còn 2018 bọn mình muốn nó phải chuyên nghiệp hơn nữa sắp tới. Và vị trí bên phía team Grimm có vẻ như là Grimm đã có bên phía team Grimm khá là giàu rồi. Và trận đấu lần này thì bên phía team Grimm không phải đụng độ với bất kỳ một team nào mạnh nữa. Đúng rồi. Và ở những giải đấu mang tính chất so match như thế này thì bọn mình sẽ không tập trung quá nhiều vào việc phân tích vòng và chiến thuật các hướng di chuyển của các team, mà sẽ tập trung chú trọng hơn vào những cái tình huống biểu diễn và những tình huống đụng độ của các streamer nổi tiếng. Bây giờ chúng ta xem được vị trí George OG đến từ bên phía team của Shroud. Vâng, team này là team là Legion Squad. Shroud đã có K988 rồi. Và Shroud thì hiện tại đang có 13 first air, cùng với đó là một Painkiller. Tất cả xe đều bắn bánh. Thì rất tiếc Shroud là lái xe chính của team này, tài xế à, được cử captain tài xế. Vâng, có vẻ như cảm giác như xe nó hơi bị lạng sang trái một tí, lái xe hơi khó. Chắc chắn là sẽ bị lạng rồi. Nhưng mà tới cảm bắn cái lốp đầu thì đi di chuyển trên địa hình đất nó dễ hơn. Có đúng độ hay không ấy? Nghe thấy tiếng xe Chocotaco đã di chuyển qua rồi, không có bất cứ một sự nguy hiểm nào. Vâng, đây là team của Q, Kelly. Kelly là nữ streamer tóc tím anh kể với Khánh rồi, là có một tình huống mà khá là nổi, khá là hot với tình huống bắn đỏ. Sẽ có đụng độ ở đây thôi, nghe thấy tiếng xe rồi. Vâng, xe đang di chuyển qua và đó chính là bên phía của team của ai đây? Vâng, vậy là team bắn trượt hết, nhưng bắn chiếc xe đằng sau, bắn chiếc xe đằng đầu không giải quyết vấn đề gì cả, thay đạn và bắn chiếc xe đằng sau. Nhưng có vẻ xe đằng sau leo núi. Vâng, leo núi rất nhanh, và đây là chiếc xe buýt của mạnh danh là xe bọc thép rồi bắn. Anh nhớ lần trước anh bắn là 157 viên thì nổ được chiếc xe bọc thép này, viên đạn 5. Thì tôi không biết là bây giờ quyết định chơi rồi. Chocotaco luôn. Vâng, Chocotaco, vậy là Chocotaco quyết định ăn Kelly ở round này. Vâng, bây giờ thì Chocotaco vẫn đang nhá sau chiếc xe tải. Trong đó đồng đội, à đây không phải Chocotaco, đây là CropaDub đang nhá sau chiếc xe tải. Trong đó Chocotaco cùng những đồng đội của mình sẽ dàn đội hình cánh cung vào đâu, ép sát vào, sẽ khép góc và bo lại những thành viên để quay được team của Kelly. Và vừa xong ở trên bản đồ ra thấy là Anthony Kongphan lại một lần nữa hạ gục nữa rồi. Có vẻ trận đấu ở game thứ hai của bên phía team Grimmmz đã khác hoàn toàn với game đấu đầu tiên. Còn game đấu đầu tiên khi ở bên phía team Grimmmz anh thấy lượng item nó hơi thiếu. Và bây giờ sao đây? Chocotaco đẩy lên và đem tình huống bắn M16 bot không được tốt cho lắm. Nhưng bây giờ thì sao Chocotaco bị knock out? Có tình huống back up đến vị trí bom gì hay không đây? Có vẻ bom gì lộ vị trí, bom gì đang bắn và Chocotaco bị nằm xuống hay không? Chocotaco bị knock out, Chocotaco bị móc và bây giờ đó là vị trí bom gì cùng đó Chocotaco. Vâng, vậy là bên phía team Kelly đã hạ gục các thành viên bên phía ở team Chocotaco rồi. Kelly nằm xuống bởi vị trí của Creepy Dup, CropaDub. Vâng, Kelly nằm xuống, trong đó thì Chocotaco cũng đã nằm xuống. Bumzy thì sao? Bumzy đang trốn. Và Lupo, vâng, tại sao có sự xuất hiện ở Lupo ở đây? Lupo đâu? Sao Lupo ở đâu ra này? Đây, đâu tới Lupo? Không, cái đấy là... What the fuck, Lupo bắn này, Lupo di chuyển xe đến đây từ lúc nào này? Vâng, vậy là Lupo lộ vị trí. Máu. Hay là ông này đi nhặt drop nhở? Không hiểu sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây. Vâng, thanh niên nhiều chuyện. Thanh niên là đè skill những bên phía team Kelly. Justin vừa có mạng của với Swag Bonnie với khẩu K98 phá headshot đến từ Justin. Bây giờ ba thành viên của team Kelly. Flacker đồ rất gọi là cá tính. Vâng, Lupo nghe thấy tiếng rồi. Ơ, Lupo làm ninja. Dình dập con cá mập rồi. Đi đâu? Đi đâu? Thôi chết rồi, Lupo sắp rồi. Lupo rút cho mình khẩu súng K2 viên ra. Nhưng đó tình huống xử lý có phần chần chừ vị trí Lupo. Và chính Lupo phải trả giá một tính mạng của mình khi bỏ hai người đồng đội còn lại và di chuyển ra khu vực Peto Parieso. Bây giờ thì bên phía team Shroud, Chad đang bắn. Vâng, Chad đang focus vào vị trí của Imani. Bây giờ sao đây? James Kingston là người bị kéo máu nhưng Chad bắn không được tốt cho lắm và chỉ kéo máu được Avai thôi, không knock out được bất kỳ một ai cả. Shroud đang di chuyển lên vị trí đỉnh đồi và có vẻ như thấy bên phía team Shroud đang clear vị trí ngoài rìa vòng. Từ nãy giờ team Shroud đang muốn gọi là thi triển đội hình cánh quạt và để ốp vào team số 12. Vâng, như các bạn thấy thì bên phía team Shroud thì vẫn đang khá tự tin vào cái kỹ năng của mình. Các bạn thấy đấy, cái việc mà bên phía team Shroud họ clear rìa vòng, họ bắn từ khi rìa vòng ra. Bây giờ Shroud bắn trúng một viên rồi. Shroud liệu trúng viên thứ hai hay không đây? Liên tục những tình huống bắn trượt K98 vị trí Shroud. Vâng, chúng ta đang chờ xem, có vẻ như Shroud bắn trượt rồi nhưng không sao cả. Shroud mới đọc được hai vị trí hai người. Bây giờ Shroud đã bị bắn lại. Nhá, rất khó chịu đến từ Shroud, rất khó để knock Shroud. Trong khi đó, OG đang ở ngoài vòng. Jot có vẻ như lấy xe di chuyển vào trong vòng à? Jot đang làm gì vậy ta? Jot đang ở ngoài vòng khá xa. Đấy giờ anh Jot đang bị kéo máu rất đau. Bắt buộc Jot phải di chuyển vào vòng thôi. Vòng đã bắt đầu bò tiếp rồi. Team Shroud đang gặp khó khi họ đang ở ngoài vòng. Jot có pick up các người đồng đội của mình không? Đã thấy rồi, một viên đến từ Shroud. Bắn rất tốt bằng khẩu K98X8. Team Shroud cũng đang ở ngoài vòng và họ đang muốn di chuyển vòng. Và team Shroud chỉ có mình một chiếc xe tải thôi. Đây là chiếc xe hai bàn thờ. Ở bản map thi đấu cũ thì chiếc bung ghi bọn mình gọi là chiếc xe một bàn thờ, thì ở sang map thi đấu mới đã có hai bàn thờ. Thì hai bàn thờ này liệu dành cho bên phía team Shroud không? Và họ đang di chuyển vào vòng. Và đường cái chúng ta nhìn qua cái vòng một chút thì có thể thấy là bên phía team Shroud họ chắc chắn họ sẽ đụng độ. Vòng bo nhìn qua thì thấy là vòng bo này vòng bo thoáng chứ không phải vòng bo đông người. Rất yên vị, 4 thành viên ở trên xe. Vâng, trong khi đó Jot thì đã bị kéo máu rồi. Vậy đã di chuyển đến vòng bo và bên phía team Shroud họ quyết định dừng lại để ăn full máu đã. Các bộ ngoại trang của team Legend Squad là rất bắt mắt. Tất vàng luôn. Ai cũng rất màu mè. Và như vậy vòng bo rất gắt thời điểm hiện tại. Có tình huống bơi ở dưới sông hay không? Nếu các bạn không biết thì ở bản cập nhật này thì tốc độ bơi ở dưới nước đã chậm đi rất là nhiều và đạn đã có thể xuyên được nước. Đây có vẻ như đây là xuồng. Tôi nghĩ là Shroud đang muốn hướng tới 8 trận thắng. Chứ bình thường Shroud bắn là không bắn như này. Chơi rất nghiêm túc đúng không? Nghiêm túc. Bình thường Shroud là sẽ lấy ô tô và clear khu vực rìa vòng, sau đó di chuyển dần dần vào trong vòng và Shroud không ngại đụng độ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy là đó là những cái tình huống mà Shroud ngồi trong nhà cam. Rất hiền. Cái việc mà chúng ta để ý là Shroud ngồi ở cam trong nhà nó hiếm mức như nào. Không thể xảy ra. Rất ít xảy ra trong những lần stream, trừ phi Shroud bị quay thế thôi. Còn đa phần Shroud chả bao giờ ngồi trong nhà cam cả. Và bên phía team Shroud vừa bị kéo máu bởi vị trí của Trick TV, Son Tech. Có vẻ như Son Tech đã không hạ gục được bất kỳ một thành viên nào bên phía team Shroud. Vẫn rất yếu Shroud, 5 giây nữa vòng bò quyết định di chuyển vào vòng đến từ team Legend Squad. Và xăng của họ không còn đủ nữa rồi và họ bắt buộc chọn mình con đường ngắn nhất để di chuyển vào vòng thôi. Với Shroud vòng cách xa ngàn cây số. Với mọi người vòng đã rất gần nhưng Shroud rất đông. Các bạn có thể thấy 4 team đang hướng vào vòng. Vâng, King Logic đã hạ cho mình được mạng Gashi Make rồi. Team của Mr. Grimmmz đã có cho mình 6 mạng tất cả. Vâng, vừa xong thì Mr. Grimmmz và hạ gục Gashi Mexican. Vâng, vậy là Grimmmz ra đạo gục player nổi tiếng nhất đến từ Mexico. Vâng, trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta thấy là sau trận đấu đầu tiên Grimmmz không thể hiện được nhiều và có lẽ là anh nghĩ là lâu không bắn PUBG nên tay nó không được ổn định. Thì đến trận đấu thứ hai thì Grimmmz đã khác hơn rồi. Và trong khi đó Kilofix vào cho mình được mạng của Nốt Calizer. Vâng, Grimmmz vẫn đang là góc quay vị trí Grimmmz với khẩu SKS. Vừa xong là tiếp theo gông đẩy. Có vẻ bên phía team Grimmmz đang bắn nhau. Bắn rất kinh, đã có 8 mạng đến từ team Grimmmz rồi. Bây giờ thì King Logic đang focus vào. Bắn là lỗi vị trí King Logic không sao cả, đó là tiêu knock out vị trí King Logic. Shorty kết ngay, ui Shorty, mấy ông này kiểu người bị knock bắn thẳng mồm luôn. Có 9 mạng rồi. Vâng, vậy là 9 kill đến thành viên bên phía của team Grimmmz. Mày đi đâu? Ui rồi ôi nó đang im. Vâng, vậy là cuối cùng thì King Logic kết thúc cho mình được mạng của Esoc rồi. Vòng bo là vào team của Mr. Grimmmz, cơ hội rất lớn cho Mr. Grimmmz ở thời điểm hiện tại khi item của họ rất nhiều. Shot OG vừa bắn sực KL. Ở đâu ấy nhỉ? Từ tận bên kia phải 500 m tình huống rồi. Vâng, bây giờ thì đó là vị trí Shorty. Bên phía team Grimmmz họ đang có 10 kill rồi. Có vẻ như họ đã có mình 10 kill và họ đang muốn... Họ đã phát hiện bên phía team 13. Và có lẽ là team 13 giờ cũng không còn cơ hội di chuyển nữa. Các bạn nhìn qua cái vị trí, những cái đường di chuyển bên phía team 13 không có nhiều. Ăn đã phải cuối cùng sử dụng ra đến một cái first kit đầu tiên. Và đây là team của Mr. Moon cùng đó Dimitri. Hắn đeo thủng đầu, chứ đâu gì. King Logic đã có cho mình 6 kill bắn rất tốt. Vâng, nhìn bây giờ thì phát hiện vị trí đối phương. Vâng, có thể thấy team của Grimmmz đang bắn cả thế giới và cả thế giới không ai dám bắn Grimmmz cả. Trong khi đó Shroud không kém cạnh cái vừa có tình huống hạ gục đối phương rồi. Vâng, chúng ta xem Grimm câu cá. Liệu trong trận đấu ngày hôm nay Grimm liệu tiếp tục câu cá được không đây? Mr. Grimm vẫn bộ ngoại trang đấy từ xưa đến giờ. Vừa xong thì Chad đã hạ gục cho mình được mạng của Pineapple. Bên phía team Shroud thì họ đang clear team khác ở khu vực rìa vòng. Shroud, cái cách bắn của Shroud có vẻ khác so với Grimm. Shroud bắn tự tin hơn. Shroud đã bị hạ gục bởi Nerloth rồi. Vậy là Nerloth là người headshot vị trí Shroud với khẩu M16 A4. Team Shroud đang rất khó khi trước mặt họ vòng đang rất xa. Chốt đầu gì đã bị headshot bởi Raptor rồi. Chỉ còn lại Justin và Chad thôi. Đường vào vòng đường nào đây? Đúng là cách xa ngàn cây số rồi anh ạ. Thực sự là khó bên phía team Shroud rồi. Bây giờ thì Justin lại chỉ còn một máu. Justin đang ở ngoài vòng, vòng này là vòng rất đau rồi. Wow, máu tụt. Raptor bắn rất tốt ở trong vòng khi hạ gục 2 thành viên của team Shroud. Chad đang phải chạy bò. Bây giờ Chad đang chạy chay một mình vào trong vòng. Liệu Chad gặt giò được ai không đây? Chúng ta chờ xem Chad có mình khẩu. Lại bắn team của Mr. Grimm. Đụng phải ổ kiến lửa rồi. Trên đầu Chad đang là... Chad đã ở trong vòng rồi. Bây giờ chúng ta xem bên phía của Dimitri. Cellet đang giao tình huống giao tranh với bên phía ở team Chocotaco. Đúng nhỉ? Đúng rồi. Anthony Kongphan có được mạng của Not Armed Mission. Nerloth một lần nữa hạ gục cho mình được mạng của Tharus cùng với đó là Dimitri. Bây giờ Cellet Zelendra có tình huống đẩy lên và bắn knock out 2 người của team Dimitri. Tình huống sấy rất kinh khủng. Bây giờ chúng ta xem bên phía team Grimmmz. Liệu sau trận đấu này thì Grimmmz có lấy lại cho mình được tên tuổi không đây? Vâng, có vẻ như các thành viên bên phía team Grimmmz thời điểm hiện tại họ vẫn đang có lợi thế. Còn 8 team trên bản đồ. Team của Grimmmz tiếp tục đang bắn cả thế giới. Và bây giờ thì Chad đã bị kéo máu. Chad chỉ có cho mình 100 máu thôi. Một viên SKS nữa là Chad nằm xuống. Và bên phía team Shroud sẽ chia tay ở map thi đấu thứ 2. Vâng, vậy là Chad đã nằm xuống bởi Sniper King rồi. Với khẩu M4-16. Đó là tình huống headshot. Trong khi đó thì team của Dr DisRespect thì đang bơi. Vòng bo vẫn đang có một chút ngoài biển. Đã có 7 kill rồi. Và nhìn về cái bản đồ thì anh thấy là có vẻ như đang không có lợi thế cho bên phía của team team Grimmmz có lợi thế khá lớn. Không lợi mấy, bởi vì không lợi mấy nhưng mà họ vẫn còn đủ 4 người. Nếu thả bom ra thì em nghĩ vẫn có thể chạy vào vòng được thôi. Bởi anh thấy đoạn này di chuyển hơi xấu. Đúng. Cái đồi này nó trống quá. Đúng. Đồi trống quá mà lại từ một cái đồi trống lại di chuyển vào một khu đất trống nữa, và có vẻ như Grimmmz đã phát hiện đối phương. Grimmmz đang bắn khẩu SKS và đang muốn focus vào đối phương. Grimmmz bắn yếu rồi. Grimmmz không phải vị trí của Grimmmz knock out. Đã bắn một viên vào đầu ở thanh niên kia. Muba. Grimmmz đã phát hiện ra có người ở dưới biển ấy chưa đây. Vừa xong thì Anthony Kongphan đã kết thúc cho mình được mạng của Grand Pubia. Và tiếp theo đó là Nerloth hạ gục cho mình được mạng Ipram. Nerloth bắn rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay khi đã liên tục knock out các thành viên khác. Kinh Lô Thích đang bị focus vào bởi Lexi. Lexi đang bơi dưới biển và có phát hiện ra vị trí của team Dr DisRespect. Nerloth tiếp tục có mạng của Sniper King 19. Tình huống là team của Grimmmz bắt đầu di chuyển vào vòng rồi. Họ đang ở rìa đường. Có sự đụng độ đây. Oleman gạt gió hay không đây? Double kill đến từ Oleman. Chỉ còn Raptor với 1 chấm máu. Và như vậy là Oleman bị kết thúc bởi Forsen rồi. Trong khi đó là team Shroud họ còn nguyên 4 người. Họ đang di chuyển ra. Lexi, team Lexi 1 người bị knock out. Trong đó trên đỉnh đồi thì 2 thành viên của bên phía team Chocotaco bị knock out. Bây giờ Lexi đã bị câu cá. Vâng, Pando đang bị kéo máu và đang cố bò lên. Bây giờ vị trí Anthony Kongphan đang di chuyển xuống vào biển, phát hiện đối phương đứng thẳng lên vị trí Lexi rồi và tiếp tục câu cá. Thả một chút gì đó xuống. Đó là một chút tình yêu đang bơi ra khỏi ngoài vòng. Padego đã chìm xuống biển. Chết đuối. Lexi đã bị kết thúc bởi Kinh Lo Thích với cầu K98 rồi. Tình huống là 4v4 giữa hai team. Anthony Kongphan vừa Lexi. Tình huống là 4v2. Raptor, Zelenda và Nerloth vẫn chưa được cứu. Ủa? Ủa? Chỉ còn lại một mình Raptor thôi. Grim solo squad các bạn. Chúng ta thấy Grim solo squad thế nào. Không cần đồng đội, Grim đã knock out 3 thành viên của bên phía team Fosun. Và team Fosun chỉ có 1 người duy nhất thôi. Vẫn lại là Raptor. Vâng, trận đấu thứ 2 có lẽ đã khép lại tại đây. Giờ top 1 dành cho bên phía team Grimmmz. Và một lần nữa Grimmmz đã khẳng định. Bây giờ sao đây? Grimmmz xây bằng 10x4. Và đó là Anthony Kongphan là người kết thúc. Vâng, vậy là map thi đấu thứ 2 kết thúc và top 1 dành cho bên phía team của Grimmmz. Top 2 là team của Fosun. Vẫn là top 2. Thánh top 3 là team của Lexi gì đó. Còn top 4 là team của Chocotaco. Top 5 là team của Doc. Và ngày hôm nay Doc thi đấu khá là tốt khi mà 2 map thi đấu đầu tiên Doc đều có sự xuất hiện trong top 5. Trong khi đó thì sao? Team của Shroud có lẽ là dừng lại ở top 10. Anh nghĩ là dừng lại top 10. Top 10 là đây. Top 7, top 8 thì đấy. Có lẽ là trong top 10, trong top 10. Một trận đấu rất cống hiến và có thể thấy là King Logic với cầu K98 của mình. King Logic knock out được rất nhiều người. Vâng, vậy là map thi đấu thứ 2 của chúng ta đã kết thúc và chúng ta nhìn thấy team Shroud